Chào cả nhà nha. Mình mới đăng cái nhà bán được mấy ngày. Thì bây giờ mình sẽ theo dõi người ta đi coi nhà mình như thế nào. Thì khi mình bán nhà, mình nhờ người realtor đi đăng nhà đó, là họ sẽ đăng nhà cho mình. Họ có những cái ứng dụng là biết được là khi nào có người hẹn tới xem nhà. Thì trong cái thời điểm đó, khi mình ta có hẹn tới xem nhà, cái ứng dụng nó sẽ gửi cái thông tin cho mình là ngày mấy giờ nào để mình biết là người ta tới nhà mình. Thì ở nhà mình có thể theo dõi qua những cái ứng dụng đó. Cái thứ hai là mình sẽ coi những cái ứng dụng mà bán nhà đó là bao nhiêu người lên coi cái nhà của mình, và bao nhiêu người là thích cái nhà đó và lưu lại. Thì bây giờ mình sẽ vô trong ứng dụng mình coi thử nha, ứng dụng mà bán nhà đó. Đây là cái nhà mình đang lên nè. Đây là một cái căn nhà condo. Thì condo này có hai phòng ngủ, có hai lầu luôn. Lầu ở trên là phòng ngủ, còn lầu dưới là phòng khách và phòng ăn, phòng bếp. Đó. Thì căn nhà này mình nhờ người realtor đăng lên cũng được vài ngày thôi. Thì bây giờ mình mở lên mình thống kê trong đây nè. Bây giờ mình đăng được 2 ngày rồi nha. Số lượng người view là 715 người. Và có 27 người á lưu lại căn nhà này, nghĩa là có thể họ quan tâm, không nhất thiết là họ có muốn đi tới coi nhà này hay không. Tuy nhiên họ số người quan tâm mà lưu lại là 27. Thì hiện tại cái thị trường bán nhà cũng khá là hot, do đó là số lượng người đi coi á, sẽ nhiều hơn trước kia. Thì hiện tại trong 2 ngày vừa rồi á, số lượng view là 715 và số người lưu lại là 27. Thì trong thời điểm này mình cũng có một số người đã tới coi nhà rồi. Thì bắt đầu nhận được offer. Tuy nhiên mình đang nhờ người đăng nhà mình á. Đợi chút xíu nữa coi cái có bao nhiêu offer để mình có thể chọn cái nào tốt nhất. Tại vì offer cũng có nhiều loại. Nhiều người có thể là mua bằng tiền mặt. Nhiều người là đi vay. Đi vay thì có nhiều dạng vay khác nhau. Có thể là vay là gọi là VA, những người nào mà phục vụ cho quân đội Mỹ chẳng hạn, họ được vay cái tiền cái down payment rất là thấp, hoặc là có thể là không cần down payment. Còn một số người cái tiền down payment có thể là cao hơn bình thường. Thì nếu mà có nhiều offer, mình sẽ chọn những cái offer nào mà nó gọi là strong, nghĩa là strong offer là những cái offer đó là có khả năng là họ sẽ mua nhà và không bị vấn đề về tài chính. Tại vì nếu mà ngân hàng đi tới kiểm tra nhà mà cái số tiền down payment mà thấp đó, thì cái nhà đó họ nghĩ là cái giá không tới đó thì họ không cho vay. Khi họ không cho vay thì cái offer đó mình phải cancel, phải bỏ. Do đó khi thời điểm này phải chọn cái offer nào gọi là strong offer. Thì offer đó phải đủ để mình nghĩ là người đó phải là serious buyer, nghĩa là những người đó phải mua và có thể mua được. Có một số offer thì sau này họ để cái down payment họ cao thì cái tiền mà thiếu tiền ngân hàng đó, nó thấp hơn. Thì những cái offer đó là khả năng mua sẽ cao hơn. Hoặc là thường là người ta luôn thích là tiền mặt, cash. Thì tiền mặt lúc nào cũng là cái lựa chọn, gọi là cash is king. Do đó là ai cũng chọn cái đó hết, để mà giảm cái thời gian chờ đợi. Thì hôm nay là ngày thứ hai căn nhà này được đăng lên và cái số lượng view cũng khá nhiều và số lượng người lưu lại cũng thấy tạm ổn.
và bắt đầu nhận offer. Tuy nhiên offer hiện tại mới có 2 ngày, cho đó là mình chưa biết là có những cái offer nào nó sẽ tốt hơn hay không. Mình đang chờ đợi thêm coi có những offer nào tốt hơn hay không để mình coi. Thì chờ đợi thêm, xem thử nha. Kết quả cuối cùng mình chưa biết được, tại vì có thể là mình chấp nhận một cái offer và offer đó có thể là thành công hoặc là offer đó không thành công. Đó, thì đây là mình kiểm tra rất là mau vậy thôi. Đó thì mình theo dõi cái offer của mình trên cái ứng dụng ở trên điện thoại á. Do đó mình sẽ đang trong thời điểm là đợi offer khác thêm coi có như thế nào. Hiện tại mình đã có cái offer mua nhà rồi. Tuy nhiên nó còn quá sớm, mới có 2 ngày à. Thường thì cái thị trường của người bán thì mình cũng không có lo lắm. Nếu mà thị trường đó là thị trường người mua thì khi mà có offer thường người ta chấp nhận liền. Nhưng mà thị trường hiện tại là thị trường người bán thì mình bán hiện tại mình có lựa chọn là mình đợi chút xíu nữa vài ngày nữa coi có những cái offer nào tốt hơn hay không để mà mình chọn những cái đó. Thì hiện tại bán nhà thời điểm này thấy cũng không khó lắm, thì mình sẽ theo dõi như thế nào cái việc bán nhà thế nào. Những lần trước mình bán á, là mình tự đăng lên, lúc đó thì cái số lượng offer nó ít. Lần này mình nhờ người realtor của mình á, đăng lên thì chi phí sẽ tốn một ít, nó khác với lại việc mình tự đăng. Thì về cái chi phí đó mình sẽ làm một cái chia sẻ riêng như thế nào. Chi phí đó thật ra là một số nhà nếu mình bán cái chi phí nó cũng khá cao chứ không thấp nha. Tuy nhiên cái mặt lợi của nó là khi mình nhờ người realtor làm á, họ sẽ làm một cách chuyên nghiệp hơn và có thể có nhiều cái offer hơn. Khi mà có offer tốt hơn thì cái tiền mà họ trả trong cái offer mình cao hơn thì mình có thể sử dụng cái đó để trả cho commission cho người realtor của mình. Đó là chia sẻ nha các bạn. Đang chờ đợi như thế nào để coi căn nhà này bán như thế nào nha. Xin chào tạm biệt cả nhà nha.